tại nhà máy cấp nước sạch Tân Hào được sự kết nối của Đại Đức Thích Minh Lực, Quỹ viên Ban trị sự, Phó Ban Kim Chánh Thư ký, Ban Thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bến Tre, trụ trì Chùa Hội Ân, xã Tân Thanh, huyện Dòng Trôm và sự hỗ trợ của quan âm tu diện 384 trường Sa, phường 2, quận Phú Nhận, thành phố Hồ Chí Minh, tài trợ nước ngọt cho người dân dùng hạng mặn tại xã Tân Hào, Phước Long và Lưu Phú. Với tinh thần chia sẻ khó khăn với người dân trong dùng hạn mặn, thiếu nước ngọt sử dụng, tại chương trình Quan âm tu viện 384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ 8 xà lan nước ngọt cho người dân dùng hạn mặn, các xã Tân Hào, Phước Long và Lương Phú. Mỗi xà lan là 700 mét khối trong đó hỗ trợ người dân xã Tân Hào 6 xà lan nước ngọt với 4.200 mét khối, người dân xã Phước Long là một xà lan nước ngọt với 700 mét khối và người dân xã Lương Phú là một xà lan nước ngọt với 700 mét khối. Nước từ xà lan sẽ được các nhà máy cấp nước sạch Tân Hào, Phước Long và Lưu Phú bơm lên xử lý theo quy trình xử lý nước của nhà máy và cấp ra hệ thống nước máy cho người dân sử dụng. Dịp này, ban tổ chức chương trình trao giấy ghi ơn cho Quan Âm Tu Diện 384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng địa phương trong hoạt động ứng phó hạn mặn.